Thời tiểu thư, bữa sáng đã xong rồi, cô rửa tay rồi ăn cơm. Giảng tiểu thư, cô có ý gì vậy? Thời tiểu thư nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Không hiểu. Trong nhà cũng không phải không có người làm. Cô dậy từ sớm như vậy, cô làm một bàn đồ ăn. Cô muốn làm ai cảm động mà? Thời tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi. Tôi làm bữa sáng chỉ vì muốn cảm ơn cô đã đồng ý cho tôi ở lại đêm qua. Không có ý gì khác cả. Cũng không có ý cướp An Ngọc của cô đâu. Cô không cần diễn kịch trước mặt tôi. Nếu cô muốn nối lại tình xưa với Thịnh Hàn Ngọc đến như vậy, thì bảo anh ta ký vào đơn ly hôn là được rồi. Thời tiểu thư, tôi thực sự không có, thực sự không có ý tranh An Ngọc với cô. Cô làm gì vậy? Tôi chỉ muốn có một nơi để ở tạm thôi. Xin cô buông tha tôi được không? Thời Thuần Quyên, cô làm gì vậy? An Ngọc, hình như thời tiểu thư không thích em lắm. Em vẫn là nên đi thôi. Em không cần đi. Nếu không có sự cố 5 năm trước thì căn nhà này vốn là của em. Thịnh Hàn Ngọc, anh thích loại Bạch Liên Hoa như này sao? Anh đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thời Thuần Quyên. Được thôi, các người lưỡng tình tương duyệt như thế. Ngược lại là tôi, là tôi đường đột chen ngang vào mấy người. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, Thịnh Hàn Ngọc, lúc đầu tôi không hề ép anh cưới tôi. Giờ anh nói cô ta mới là chân ái của anh. Vậy sao anh không sớm ký đơn đi? Đúng. Thời Thuần Quyên, chuyện này xem ra Giảng tiểu thư không cần tìm phòng nữa đâu. Tôi chuyển, tôi sẽ chuyển khỏi nơi quyên ương của mấy người. An Ngọc, có phải thời tiểu thư tức giận rồi không? Anh cứ kệ em, mau đuổi theo đi. Kệ cô ấy, cô ấy không tiền không việc, náo loạn đủ rồi sẽ về nhà thôi. Nhưng cô ấy một mình. Không sao cả, ăn sáng đi. Nghe đồn vị tiểu thư thời gian là một con ngốc, xem ra đúng là không thông minh mấy. Chỉ vậy mà còn muốn đấu với mình. Lão đại, mới sáng sớm sao chị đã ra ngoài rồi? Vết thương trên đầu đã khỏi chưa? Lái xe đi, đi xem nhà với tôi. Sao vậy? Chị cãi nhau với anh Hàn Ngọc à? Tôi muốn ly hôn với anh ta. Cái gì? Lão đại, mặc dù hành vi mấy ngày trước của anh ấy khiến người khác rất tức giận, nhưng mà ly hôn là chuyện lớn của hai nhà, chị không thể kích động. Giảng Di Tâm trở về rồi, lẽ nào tôi còn mặc dày ở lại không đi? Chị nói ai trở về? Tôi bảo chị, cậu Giảng Di Tâm, cô ta vẫn chưa chết, cô ta trở về rồi. Không đúng, sao có thể chứ? Lúc đó tôi tận mắt thấy chị tôi an táng mà. Cậu hỏi tôi hỏi ai? Tóm lại, Thịnh Hàn Ngọc không thể thiếu bảo bối của anh ta, còn cho cô ta ở trong phòng tân hôn của chúng tôi nữa kìa. Sẽ không phải ép tôi ly hôn mà, ai cần anh ta chứ? Hôm nay đâu phải cá tháng tư, sao mỗi câu chị nói tôi không hiểu gì cả? Không thể đâu, nếu chị ấy còn sống, sao lại không liên lạc với anh Hàn Ngọc? Ngay cả ba mẹ tôi cũng không liên lạc, chị ấy không phải người như vậy. Nghe mấy lời cậu nói, quả thật có hơi kỳ lạ. Thôi mặc kệ đi, cậu phải đi xem nhà với tôi phải chuyển ra khỏi đó. Lúc trước anh cầu hôn em, đã từng nói trong sân phải có một vườn hoa to. Không ngờ anh vẫn nhớ. Tất nhiên, mỗi câu em nói anh đều ghi nhớ. An Ngọc, cảm giác được gặp lại anh thật tốt. Đáng tiếc giờ anh đã kết hôn, hai chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau. Anh đã nói sẽ chăm sóc em, anh nhất định sẽ làm được. Em đừng nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng thân thể khỏe hơn rồi nói tiếp. Anh đã hẹn bác sĩ cho em rồi. Người đã đến, chúng ta thu dọn chút rồi xuất phát thôi. Em vẫn chưa chuẩn bị tốt, hay là đổi hôm khác đi. Không thể để bác sĩ lạ kiểm tra cho mình, nếu không sẽ phát hiện mình chưa từng làm phẫu thuật, nốt ruồi này cũng là giả. Di Tâm, em do dự gì sao? Em... An Ngọc, những năm qua cơ thể em đã trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật, cứ hy vọng rồi là thất vọng. Em không muốn trải qua cảm giác ấy nữa. An Ngọc, anh cho em chút thời gian được không? Vậy đợi đến khi nào em chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ đi khám sau. Cảm ơn anh An Ngọc, anh đối với em thật tốt. À đúng rồi, em xin lỗi,
Em quên mất, giờ chúng ta không còn là một đôi nữa. Không thể có những cử chỉ thân mật như vậy. Nếu đã không đi bệnh viện thì anh về công ty đây. Nếu em cần gì, cứ gọi dì Lâm là được. Vâng. A Ngọc, dù công việc có bận thì anh cũng phải để ý sức khỏe chứ. Nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay hơi nhiều việc. Mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ đêm rồi. Đã muộn như này, sao nhà đầu đó vẫn chưa về nhà? Anh nói gì vậy? Không có gì. Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có chút việc cần xử lý. Vậy được, anh nhớ nghỉ ngơi sớm đấy. Ừ, em cũng vậy. Alo, cậu đến thời gian một chuyến, xem thiếu phu nhân có ở đó không. Đón cô ấy về nhà. Alo, đại thiếu gia, tôi đã đến thời gian rồi. Họ nói thiếu phu nhân không về đó. Không về. Tiếp tục tìm. Vâng. Cô ấy không tiền. Thời gian thì ghé lạnh cô ấy. Không bạn bè. Nửa đêm nửa hôm, nhớ xảy ra chuyện gì. Lão đại, mấy hôm nay quỷ khuất chị ở tạm căn phòng này vậy. Căn nhà mới mua, mặc dù nói có thể dọn vào luôn, nhưng vẫn phải dọn dẹp qua đã. Hơn nữa, tôi còn muốn chuẩn bị cho chị chút đồ. Cảm ơn cậu Nghi Ninh. Lão đại, chị khách sáo với tôi thế, làm tôi có chút ngại đấy. Cậu đó chỉ nhỏ hơn tôi có chút. Nếu tôi có một em trai tốt như cậu thì tốt quá rồi. Vậy em không phải em trai ruột, khác cha khác mẹ của chị sao? Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chị, sinh nhật vui vẻ. Mặc dù hồi nhỏ chị hay đánh em, nhưng em vẫn rất vui khi có một chị gái như chị. Em muốn nói là em vĩnh viễn là em trai chị, vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc cho chị. Được. Lão đại. Lão đại, chị sao vậy? Thời Thuần Quyên. Nghi Ninh, hai người đang làm gì vậy hả? Anh Hà Ngọc, bọn em. Hai chúng tôi làm gì? Anh không thấy sao? Tôi với Nghi Ninh vừa mới. Thời Thuần Quyên, anh tức giận như vậy làm gì? Chỉ có anh được phép ở bên Bạch Nguyệt Quang, mà tôi lại không được phép ở bên người khác sao? Đúng chứ? Tôi lười quản cô. Anh, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, sao cô phải so đo với đại thiếu gia làm gì? Cô có biết ngài ấy đã tốn bao công sức để tìm thấy cô không? Đại thiếu gia, đợi tôi với. Vậy thì sao chứ? Tôi vẫn là vĩnh viễn không qua được giảng di tâm kia. Lão đại, chị không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Vậy chị nghỉ ngơi trước đi. Nhà dọn xong em sẽ qua đón chị. Được. Bye bye. Thời tiểu thư muốn dọn ra ngoài sao? Cô dọn đi là đúng. Căn biệt thự này vốn là nhà tân hôn An Ngọc chuẩn bị cho chúng tôi. Từng thiết kế của căn nhà đều được chúng tôi đích thân lựa chọn. Cô tu hú chiếm tổ lâu như vậy, đến lúc về đúng vị trí của mình rồi. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô nghe không hả? Giảng tiểu thư, cô giả vờ giỏi như vậy, Thịnh Hàng Ngọc biết không? Cô không cần lấy An Ngọc ra uy hiếp tôi. Người An Ngọc yêu là tôi. Anh ấy không chỉ nói một lần. Dù tôi có trở thành bộ dạng gì, anh ấy cũng chỉ yêu mình tôi mà thôi. Phân lượng của tôi và cô trong lòng của anh ấy hoàn toàn khác nhau. Vậy thì đã sao? Vậy cô còn đến đây để lên mặt với tôi làm gì? Hay là nói cô cảm thấy Thịnh Hàng Ngọc không còn yêu cô như trước nữa, nên cô cảm thấy sợ? Sao có thể? Người An Ngọc yêu chỉ có thể là tôi. Anh ấy lấy cô cũng là vì áp lực của Thịnh gia mà thôi. Anh ấy không hề có chút tình cảm nào với cô. Vậy càng tốt. Tôi đây cũng không hề có chút tình cảm nào với một người vừa mất đi quyền thừa kế, vừa chỉ biết yêu đương. Quyền thừa kế?
Thời Thuần Nguyên, lẽ nào cô vẫn chưa biết A Ngọc đã đút lui khỏi Thịnh Thế, dùng hết tinh lực vào Đỉnh Thịnh rồi sao? Đó là gì? Đỉnh Thịnh là công ty do hai chúng tôi cùng thành lập. Cô nói gì? Đỉnh Thịnh là do cô và anh ta thành lập. Lúc đó tôi với anh ấy vẫn còn học đại học, hai đứa đã tự thành lập Đỉnh Thịnh. Bọn tôi đã nói phải cùng nhau đưa Đỉnh Thịnh trở thành một công ty cấp thế giới. Cho dù sau này anh ấy tưởng rằng tôi đã chết, thì anh ấy vẫn không quên hẹn ước của chúng tôi. Vì vậy thời Thuần Nguyên, tình cảm của tôi và A Ngọc, cô cả đời này cũng không chen chân vào được. Thì ra trước kia anh ta cực lực tranh quyền hợp tác với Thiên Mã cũng chỉ vì giãn nhi tâm. Còn có gương mặt này của cô quả thật rất giống tôi trước kia đấy. Nhưng vậy thì có tác dụng gì chứ? Thế thân mãi mãi cũng chỉ là thế thân thôi. Cô đi đâu vậy? A Ngọc, thời tiểu thư cứ nhất quyết muốn dọn đi, em khuyên thế nào cũng không được. Anh bảo khuyên cô ấy đi. Thịnh tổng, phiền anh tránh đường. Chúng ta nói chuyện. Thịnh Hàn Ngọc, tôi với anh có gì để nói chứ? Anh thực sự xem tôi là con ngốc sao? Ý cô là sao? A Ngọc, đều tại em. Vừa nãy em không cẩn thận, đối mặt của thời tiểu thư rất giống em khi xưa. Vì vậy Di Tâm, đây là chuyện của anh với cô ấy, em tránh mặt chút đi. A Ngọc, em Di Tâm, nghe lời. Vâng. Vậy A Ngọc, anh nói chuyện với thời tiểu thư đi, đừng tức giận quá. Được. Thời Thuần Nguyên, trước khi kết hôn, tôi không hề biết cô và Di Tâm giống nhau. Vào đêm tân hôn tôi mới phát hiện. Thịnh tổng, chúng ta chỉ là liên hôn, anh không cần phải giải thích với tôi. Cô không thể dọn đi. Dựa vào gì không cho tôi dọn đi? Bởi vì ông nội sẽ không đồng ý. Cô náo loạn cũng có mức độ thôi. Vậy anh nghĩ rằng tôi đang náo loạn với anh sao? Phải không? Không thì sao? Cô đừng quên, cô đã hoàn toàn đắc tội với thời gian. Giờ cô ra ngoài, ngay cả bản thân cô cũng không thể nuôi sống được. Tôi có thể tự nuôi mình, không cần phí tâm sức. Tránh ra. Nghi Ninh, lập tức hủy hợp đồng với Đỉnh Thịnh. Số tiền này bà đây không cần. Chúng ta mới ký hợp đồng, nếu giờ hủy thì phải bồi thường đấy. Bồi thường bao nhiêu? 5.000. Vậy thì đền đô la đó. Đừng nói là 5.000 đô la, cho dù gấp đôi bà đã vẫn đền được. Hủy hợp đồng, bà đã vui là được. Được thôi, ai bảo chị là sếp lớn chứ. Đại thiếu gia, không ổn rồi. Không biết ai đã truyền tin ra ngoài ngài giả mù, và trên mạng đang thảo luận chuyện này rất nhiều. Dưới tầng cũng có nhiều phóng viên nữa. Không sao, nói với truyền thông, cứ nói mắt của tôi đã hồi phục mấy ngày gần đây. Vậy ngài không định giả mù nữa ạ? Lúc trước giả mù là để hành động thuận tiện, giờ không cần nữa. Vâng, tôi biết rồi. Đúng rồi, còn có một chuyện, bên Thiên Mã đột nhiên hủy hợp đồng với công ty ta. Cái gì? Không chỉ hủy hợp tác, ngay cả tiền bồi thường cũng gửi qua rồi. Xem ra chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thương lượng lại. Đại thiếu gia, có phải ngài đắc tội với chủ tịch bên đó không? Tôi còn chưa từng gặp mặt chủ tịch bên Thiên Mã, sao có thể đắc tội được như này? Để tôi gọi điện hỏi Nghi Ninh. Alo, Nghi Ninh, anh Hà Ngọc. Em biết anh sẽ hỏi gì, nhưng anh hỏi em cũng vô ích thôi. Em khuyên anh nên để tâm vào gia đình hơn đi. Đại thiếu gia, giảng thiếu nói vậy là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu? Cậu ta bảo tôi nên để tâm vào gia đình hơn. Lẽ nào bởi vì thời Thuần Nguyên? Thảo nào cô ấy cố chấp dọn ra ngoài như vậy. Quá ra câu được Nghi Ninh rồi. A Ngọc, anh vẫn bận sao? Không có. Di Tâm, sao em lại đến đây? Em sợ anh công việc bận rộn, quên không ăn cơm. Ăn uống không điều độ, hại dạ dày lắm đó. Anh xem, đúng lúc em rảnh nên đã làm vài món, anh thử xem. Được. Nào. Em làm hết hả? Đúng vậy. Chuyện công ty em không thể giúp anh được, nên chỉ có thể giúp anh mấy chuyện nhỏ này thôi. Di Tâm, sao vậy? Không sao, không sao. Giống như em muốn đích thân làm đồ ăn, để
để chúc mừng công ty chúng ta chính thức thành lập. Không ngờ em không biết nấu, còn suýt đốt cháy phòng bếp luôn rồi. Xem ra đời này em không có chút thiên phú nấu ăn gì hết rồi. Không phải trước kia em không biết nấu sao? Học được từ bao giờ thế? Nghi Ninh, còn hai món nữa, cậu đợi chút. Lão đại, hay là bỏ đi, gọi đồ ăn ngoài cũng được mà. Bữa cơm tân gia, tất nhiên tôi phải tự làm chứ. Thôi bỏ đi, kỹ thuật này của chị cũng chả kém chị em là bao. Chị cậu cũng không biết nấu ăn. Đúng vậy, chị ấy từ nhỏ đã không có thiên phú, lần nào vào bếp cũng suýt gọi cả cứu quả đến. Về sau nhà em cấm triệt để không cho chị ấy nấu nữa. Thời tiểu thư, bữa sáng xong rồi, cô mau rửa tay rồi ăn. Trước kia Giảng Di Tâm không biết nấu ăn, sao giờ lại biết rồi? Không phải trước kia em không biết nấu sao? Học từ lúc nào thế? Em 5 năm qua em luôn sống một mình. Mới đầu không biết, dần dần tự học được thôi. An Ngọc, anh sao vậy? Không sao. 5 năm qua em vất vả rồi. Nếu lúc đó không phải vì cứu anh, An Ngọc, cho dù em có phải chịu khổ thì cũng không sao hết. Chỉ cần anh có thể sống, tất cả đều đáng giá. Về sau anh sẽ chăm sóc em. Có lời này của anh là em mãn nguyện rồi. Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa. Nhớ ăn cơm. Anh biết rồi. Một người có thể thay đổi lớn thế sao? Thật sự là Di Tâm sao? Giúp tôi điều tra cuộc sống của Di Tâm 5 năm về trước. Tất cả mọi thứ điều tra toàn bộ. Alo Nhị Thiếu, sao anh không nói tôi biết? Giảng Di Tâm cô ta không biết nấu ăn, hại tôi suýt nữa bị Thịnh Hàn Ngọc nghi ngờ rồi. Chuyện tôi biết chỉ là những chuyện lớn của họ. Mấy chuyện nhỏ như nấu ăn Giảng Di Tâm cũng có báo cáo cho tôi đâu. Mà tôi biết. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cô đừng rối. Nhưng lúc hắn ta chưa phát hiện, cô nghĩ cách gạo nấu thành cơm với hắn. Thịnh gia quy củ quy nghiêm, đến lúc đó hắn nhất định phải phụ trách với cô. Anh nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phải gạo nấu thành cơm trước. Sau khi thành công, đừng quên ước định giữa chúng ta. Tôi muốn hắn giao ra toàn bộ cổ phần Thịnh Thế. Tôi phải biến hắn trở thành một con chó. Đến lúc đó tôi sẽ thỏa thích dẫm đạp hắn dưới chân. Đại thiếu gia về rồi. Dì Lâm, Thời Thường Quyên vẫn chưa về sao? Vâng, đã mấy ngày rồi thiếu phu nhân chưa về nhà. Cô ấy vậy mà giận dỗi mình lâu đến vậy. Đại thiếu gia, hay là cậu cho người đi tìm thiếu phu nhân đi. Cô ấy ở ngoài một mình, lại còn xinh đẹp như thế, giả xảy ra chuyện gì thì... An Ngọc, anh về rồi. Mau đi rửa tay, em ở dì Lâm chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, dì Lâm. An Ngọc bận rộn cả ngày, chắc đã đói rồi. Dì mau dọn đồ ăn lên đi. Vâng. Bà già chết tiệt, thật không có mắt nhìn. Qua đêm nay, tôi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của nhà này. Điều tra xem Nguyên Nguyên đang ở đâu. Nào An Ngọc, uống thử canh gà đi. Đây là thuốc kích dục, không dễ gì mình mới tìm mua được ở nước ngoài. Thịnh Hàn Ngọc, tôi không tin tôi không tóm được anh. Mình bị sao vậy? Sao lại nóng thế này? An Ngọc,
Di Tâm, sao em lại vào đây? A Ngọc, em biết giờ anh rất khó chịu, em có thể giúp anh. Di Tâm, đừng như vậy. Di Tâm, Di Tâm, Di Tâm. A Ngọc, rõ ràng trước khi chúng ta yêu nhau như vậy, em không tin anh không có chút cảm giác nào với em. A Ngọc. Di Tâm, Di Tâm, anh đã đồng ý với em sẽ chăm sóc em, anh tuyệt đối không nuốt lời. Em đừng làm những chuyện thừa thãi như này nữa. Đại thiếu gia, tôi đã tìm được chỗ của thiếu phu nhân rồi. Đưa tôi đi. Đại thiếu gia, ngài không sao chứ? Đừng phí lời, nhanh đưa tôi đi. Thời Thuần Nguyên, lại là Thời Thuần Nguyên. Thịnh Hàng Ngọc, sao anh vào được đây? Anh làm gì vậy hả? Anh Quyên Quyên, giúp tôi. Anh tỉnh lại đi. Anh buông ra. Anh tính làm gì? Này, anh làm gì vậy? Đứng lên. Anh bị điên à? Thịnh Hàng Ngọc, tôi nói cho anh biết, anh nhìn kỹ đi, tôi là Thời Thuần Nguyên. Nếu anh muốn làm chuyện đó thì anh ra khỏi đây, đi tìm Giản Di Tâm của anh đi. Nguyên Nguyên, anh gọi tôi là gì? Nguyên Nguyên, ngoan một chút, đừng rời xa anh nữa, được không? Thịnh Hàng Ngọc, rốt cuộc trong lòng anh tôi là Thời Thuần Nguyên hay chỉ là thế thân của Giản Di Tâm, bản thân anh có rõ không? Nguyên Nguyên, giúp anh. Giúp anh. Trời ơi, không qua hai đứa làm rồi. Đau quá. Sớm biết như vậy, đêm qua đã không mềm lòng với anh ta. Nhưng hôm nay anh ấy luôn gọi mình là Nguyên Nguyên mà không phải Giản Di Tâm. Vậy có phải là A Ngọc, chuyện tối qua em xin lỗi. Em biết em như vậy sẽ đẩy anh ngày càng xa hơn. Nhưng anh với Thời Tiểu Thư mới là vợ chồng, em thực sự không có cảm giác an toàn. Không biết Thời Tiểu Thư có khỏe không. Em hy vọng chuyện giữa chúng ta sẽ không làm cô ấy tổn thương. Thịnh Hàng Ngọc, hóa ra bởi vì Giản Di Tâm từ chối anh nên anh mới đến tìm tôi, đúng không? Tôi vĩnh viễn chỉ là lựa chọn thứ hai của anh. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần níu kéo anh làm gì nữa. Đêm qua, đêm qua hai chúng ta. Thịnh Hàng Ngọc, ký tên anh lên đây đi. Em có ý gì? Ý chính là tôi muốn ly hôn với anh. Thời Thuần Nguyên, em lại muốn náo loạn gì nữa? Đêm qua hai ta, đêm hôm qua chẳng qua chỉ là anh tình tôi nguyện mà thôi. Đều là người trưởng thành, không phải đến chuyện đó đại thiếu gia anh cũng không biết chứ. Thời Thuần Nguyên, làm sao? Anh muốn thù lao hả? Cũng đúng. Đêm hôm qua quả thực anh rất nỗ lực, nhưng mà cảm giác anh cho tôi rất tệ, kỹ thuật cũng rất tệ. Như này đi, đây là 1.000 tệ,
Tôi cho anh đó đi mua thuốc bổ về bồi bổ bản thân đi, đủ chưa? Thời Thuần Nguyên, em giờ có thể ký tên rồi chứ? Được, được. Em muốn ly hôn đúng không? Ly thì ly. Giờ em hài lòng chưa? Thịnh Hàn Ngọc, tôi thấy người hài lòng không phải tôi mà là anh mới đúng. Nghi Ninh, đi chúc mừng tôi độc thân. Cạn ly. Lão đại, chị đừng uống nhiều quá. Ai uống nhiều? Tôi không uống nhiều. Còn không uống nhiều, chị đã uống hết chỗ này rồi. Uống. Lão đại, đừng uống nữa được không? Rót rượu. Hôm nay chúng ta không say không về. Rót rượu. Lão đại, không uống nữa được không? Không được, phải uống. Chị đã uống quá nhiều rồi. Đại thiếu gia, đó hình như là giảng thiếu và thiếu phu nhân, có cần qua đó không ạ? Cậu chê ít việc hả? Đại thiếu gia, chờ tôi với. Lão đại, lão đại. Đừng chạm vào cô ấy. Anh Hà Ngọc, Giảng Nghi Ninh, tôi luôn coi cậu là em trai ruột của tôi. Anh nghe em giải thích câm miệng. Anh, có phải anh Hà Ngọc hồ đồ rồi không? Lão đại giống chị gái mình như thế, mình coi chị ấy như chị ruột của mình, sao mà có ý đồ với chị ấy được? Anh Ngọc, anh Thời tiểu thư quấy sao vậy? Uống say rồi. À, vậy có cần em bảo đầu bếp nấu canh giải rượu cho cô ấy, miễn cho... Không cần, anh tự làm là được. Đúng rồi, Di Tâm, chỗ em ở bên kia, chỗ em bên kia đã sửa sang xong hết rồi, để anh cho người giúp em dọn ra. Không phải, An Ngọc, có phải em làm gì sai không? Khiến anh... Đừng nghĩ nhiều. Em qua bên này vốn dĩ chỉ là ở tạm, cho dù em dọn ra ngoài, anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em. Nghỉ ngơi sớm đi. Làm cho tâm tình anh loạn một vòng. Chính bản thân mình lại ngủ ngon quá ha. Thịnh Hàn Ngọc, đồ tồi. Về sau tôi sẽ không thèm thích anh nữa. Thời Thuần Nguyên, em mới nói gì? Có phải em nói em thích anh không? Nói lại lần nữa đi. Nói lại đi. Nói lại đi. Thời Thuần Nguyên, em nói lại đi. Phiền quá đi mất. Tỉnh rồi, uống cái này đi. Thịnh Hàn Ngọc, không phải hôm qua mình uống rượu với Nghi Ninh sao? Sao lại... Anh đưa em về, em uống say. Thời Thuần Nguyên, về sau không cho phép em uống rượu nữa. Cô nam quả nữ ở với nhau trong tình huống đó, em là con gái, em không có ý thức an toàn sao? Tôi ở với Nghi Ninh thì có gì phải đề phòng chứ? Cậu ấy, Thịnh Hàn Ngọc, chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi. Tôi ở cùng với ai thì liên quan gì tới anh hả? Chỉ mới ký giấy thôi, vẫn chưa lĩnh đơn chính thức. Trên phương diện pháp luật, em vẫn là vợ của anh. Bây giờ chúng ta đi lĩnh đơn. Anh không đi. Anh có ý gì? Ly hôn không phải trò chơi. Hôm qua anh đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Anh không ly hôn. Thịnh Hàn Ngọc, anh... Anh đã bảo Di Tâm chuyển ra ngoài. Vậy thì sao? Vì vậy em đừng giận dỗi nữa. Hả? Thịnh Hàn Ngọc,
Anh nghĩ bởi vì chuyện đó nên tôi mới giận dỗi anh. Nếu em có yêu cầu khác, em có thể nói với anh. Trịnh Hàn Ngọc, tôi thật sự không thể nói chuyện với anh mà. Tôi... Sao cô ấy vẫn không hài lòng chứ? Thời Thuần Quyên, Thời Thuần Quyên, Trịnh Hàn Ngọc này vậy mà không chịu ly hôn với Thời Thuần Quyên. Không được, nếu đã không thể dựa vào hắn, mình phải tự tìm con đường khác thôi. Dự án hạng mục hợp tác tập đoàn Thiên Mã. Trịnh Hàn Ngọc muốn hợp tác với Thiên Mã. Alo Nhị Thiếu, tôi tìm được một văn kiện trong thư phòng của Trịnh Hàn Ngọc. Hình như anh ta đang tranh suất hợp tác với tập đoàn Thiên Mã. Tập đoàn Thiên Mã đó rất lợi hại sao? Cô làm tốt lắm. Tin tức này rất quan trọng với tôi. Tập đoàn Thiên Mã những năm gần đây phát triển rất lớn mạnh, bên nước ngoài luôn xếp thứ 50 bảng xếp hạng toàn cầu. Hợp tác với Thiên Mã rất nhanh có thể mở rộng ra thị trường nước ngoài. Cơ hội tốt như vậy sao có thể nhường cho Thịnh Hàn Ngọc? Mấy ngày nữa, ở buổi tiệc sắp tới của Thịnh Thế, cậu gửi thiệp mời tới tập đoàn Thiên Mã. Vào đi, đại thiếu gia. Giảng tiểu thư đã dọn ra ngoài rồi. Được, tôi biết rồi. Đại thiếu gia, ngài luôn tìm kiếm Giảng tiểu thư, khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Sao tôi thấy ngài đối với cô ấy lại lạnh nhạt như vậy? Tôi cũng không biết. Đối mặt với Di Tâm, tôi không còn cảm giác như trước kia. Là bởi vì ngài thích thiếu phu nhân nên mới không còn cảm giác với Giảng tiểu thư sao? Đừng nói bừa. Sao tôi có thể thích Thời Thuần Quyên được? Đại thiếu gia, người trong cuộc luôn hồ đồ. Lúc đầu ngài luôn nói sau khi tìm thấy Giảng tiểu thư sẽ luôn ly hôn với thiếu phu nhân. Bây giờ thiếu phu nhân chủ động muốn ly hôn, ngài lại không đồng ý. Lẽ nào không phải là thích sao? Mình cũng thích Thời Thuần Quyên sao? Vậy không phải tôi sẽ trở thành một người đàn ông qua tâm à? Lão đại, mấy ngày nữa sẽ có bữa tiệc thương mại, có đi không? Ai tổ chức? Tập đoàn Thịnh Thế. Giờ Thịnh Thế do Thịnh Dự Khải đứng ra nắm quyền. Hắn muốn hợp tác với chúng ta. Hơn nữa chỉ định, chỉ nhất định phải tham dự. Thịnh Dự Khải sớm không hợp tác, giờ lại muốn hợp tác. Trừ khi hắn biết Thiên Mã và Đỉnh Thịnh đã hủy hợp đồng, muốn qua đây cướp cơ hội làm ăn này. Vậy, chị đi không? Đi chứ. Dù gì chúng ta cũng đã hủy hợp đồng với Đỉnh Thịnh rồi, sao lại không đi? Đi. Được. Chị dâu, trùng hợp vậy, chị cũng đến tham gia buổi tiệc sao? Có chuyện gì à? Không có gì, em chỉ sợ chị ở đây một mình không thích ứng được. Dù sao lúc chị ở nhà mẹ đẻ cũng chưa từng tham gia những bữa tiệc lớn như này đâu ha. Đúng rồi, anh trai em đâu? Không đi cùng chị sao? Chúng tôi đi cùng hay không thì liên quan gì tới anh? Cô, chị dâu, từ khi chị không giả điên nữa, khẩu khí cũng lớn hơn nhiều ha. Nhưng mà chị phải biết, hôm nay là yến tiệc của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi. Em trai bất tài, thân là người chủ trì bữa tiệc, em có quyền được biết. Chị dâu, chị vào đây bằng cách nào vậy? Tất nhiên là dựa vào thư mời từ cửa chính mà vào. Hình như em đâu có gửi thiệp cho chị dâu đâu. Vậy thì sao? Anh muốn nói gì? Phiền chị dâu cho em xem thư mời một chút. Em ấy chỉ là lo lắng, nhỡ đâu có người trộm thiệp mời của người khác để vào đây, vậy thì không được tốt lắm. Thịnh Dự Khải,
Đồng bọn thời Vũ Kha của cậu giờ đang ngồi trong tù rồi. Cậu vẫn không học được chút gì sao? Thì ra là anh trai. Từ sau buổi tiệc của ông nội, hai anh em chúng ta hình như lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Nhớ tôi à? Em đến đây làm gì? Anh có thể đến, sao tôi không thể đến? Hôm nay là tiệc thương mại, em lại không hiểu kinh doanh. Thôi bỏ đi, đến cũng đến rồi, ở bên anh đừng chạy loạn là được. Vậy thì càng kỳ quái, chị dâu không đến cùng anh trai. Vậy chị dâu trà trộn vào đây bằng cách nào thế? Trà trộn? Hôm nay là bữa tiệc do Thịnh gia chủ trì. Cô ấy là đại thiếu phu nhân Thịnh gia, lẽ nào không có tư cách đến sao? Anh trai, anh nói nghiêm trọng quá. Chỉ là buổi tiệc hôm nay, em có một buổi gặp mặt quan trọng với chủ tịch tập đoàn Thiên Mã, Ảnh Tử. Hai người cũng không phải là người thịnh thế, cứ vậy mà vào, sợ là không hay cho lắm. Đúng rồi, em nhớ là sau khi anh rời thịnh thế, anh có tiếp quản tập đoàn Đỉnh Thịnh. Nghe tên cũng uy vũ đấy, nhưng mà so với thịnh thế thì cũng chỉ là hạt cát thôi. Em còn nghe anh đã bị bên Thiên Mã hủy hợp đồng, không hợp tác nữa rồi. Anh nói anh muốn hợp tác với Thiên Mã? Không sai, tập đoàn Thiên Mã từ chối Đỉnh Thịnh, lại không hề từ chối tôi. Anh nói xem anh cố chấp làm gì, vừa giả vờ mù, vừa sa cơ thất thế. Người ta từ chối anh là đúng rồi. Ảnh Tử là kỳ tài thương trường, cô ấy biết chỉ có hợp tác với thịnh thế mới là đồng minh vững chắc nhất thôi. Trời đất tác thành. Cô cười cái gì? Ngại quá, lâu rồi tôi không được nghe người khác khen một cách vô trương như vậy, nhất thời không nhịn được. Tôi khen cô lúc nào? Không đúng, cô nghĩ bản thân là Ảnh Tử đấy à? Không sai, tôi chính là người đứng sau tập đoàn Thiên Mã, Ảnh Tử.